Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài viết Tùy bút phải lòng. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Giọng đọc Thùy Trâm trên kênh IQ Radio. Cha lọm khọm, tóc bạc trắng. Cô con gái kém trí thì có gương mặt vĩnh viễn tuổi lên 10. Tóc mỏng nhưng dài, ống mướt. Hai cha con thường cùng nhau đi ăn sáng. Đôi khi ta gặp họ trên đường, bèn chạy theo một quãng. Đôi khi ta gặp họ trong quán bèn dòm lén. Đó là hai thực khách chậm rãi khẽ khàng. Và ông cha thỉnh thoảng dùng đũa vén tóc lên vành tai cho con gái. Ta thấy phải lòng ông già này mất rồi. Đã khỏi ngưỡng 30, hết mơ mộng rồi, nhưng ta vẫn rất dễ phải lòng người thiên hạ. Đôi khi không vì một nụ cười đẹp, bộ ria hay ánh mắt ấm, dáng cao ráo hay tóc dày, mà chỉ vì cách họ yêu con. Có lần đi với đoàn thăm khám bệnh từ thiện của hội nạn nhân chất độc da cam, ta đâm thương một người nông dân đen thui, lam lũ. Ông cõng đứa con tật nguyền đến trạm y tế xã, áo đã ướt ròng mồ hôi. Vậy mà khi đặt con xuống thềm chờ tới lượt bác sĩ kêu, ông lau mồ hôi cho nó trước. Và thằng nhỏ cũng là người uống trước khi ông mua một bịch nước sâm. Chuyến đó, ta nhận ra mình phải lòng cả đàn bà khi gặp một bà mẹ ôm con trong lòng mà bàn tay chị lúc nào cũng bọc lấy bàn tay con, lúc xoa nhẹ, lúc nắng khẽ, lúc dây dây ngón cái vẽ lên lòng tay nó những bông hoa, cái nắm tay sẻ sàng, trìu mến. Một người yêu thương con mình bằng những hành động tinh tế đến vậy thì dứt khoát không phải người xấu. Và dù có xấu xa bao nhiêu thì cũng không tới mức bỏ đi. Ta nghĩ vậy. Ta có anh bạn in sách lần nào cũng với cái bìa dòm chán lắm. Hỏi thì anh nói con gái làm cho. Ta tự dưng thấy cái bìa đó cũng có cá tính quá chứ. Lại có anh bạn khác, tướng tá ra vẻ dân chơi. Gặp lần đầu hơi sợ, nhưng nghe anh nói chuyện cứ đôi ba câu lại khoe con gái tớ. Ta bỗng hết e dè. Bạn ta nhiều anh sẵn sàng bỏ ta ngồi chơ vơ đằng quán để nháo nhào đi chạy đón con đằng nhà trẻ. Thấy thương. Cũng trong đám bạn ta có chàng đa tình viên nổi tiếng đại đạo hái hoa. Bạn hay khoe cô X ấy sinh con vài ba tháng đã dứt sữa để hẹn hò với bạn và làm những chuyện ai cũng biết là gì đấy. Bạn tự hào nói tình yêu X ấy dành cho bạn dữ dội lắm. Nhưng cứ khoe tới đó thì có cãi nhau. Ta cười cười nói, ông ơi, con người ta còn không yêu. Thì họ yêu gì ông? Có chăng họ yêu bản thân mình? Bạn đổ quạo cãi, người ta yêu bằng trái tim, còn cô yêu tỉnh trân bằng cái đầu, biết gì mà nói. Sau đó là một khoảng lặng, ta thì đuối lý và bạn dường như suy nghĩ. Có phải không, khi họ không yêu thương máu thịt của mình, sao yêu được những người dưng chỉ ngang qua cuộc đời này, như ta, như bạn? Cái gọi là tình yêu, có phải tình yêu? Giữa cái thời dò sông dò biển dễ dò này, ta chọn cách nhìn người qua cách họ đối đãi với máu mủ, ràng ruột của mình. Đương nhiên là không phải lúc nào cũng có độ chính xác cao. Ta vẫn mê những ông bố như chú cá hề Marlin trong phim Finding Nemo, cười đến thắt lòng với Roberto Benigni trong Life is Beautiful, rơi nước mắt với Will Smith trong The Pursuit of Happiness,
Ta mê cả những người xa lạ, những ông cha hồ hởi nán lại chờ con chơi xích đu trong sân trường mẫu giáo. Những ông cha lo âu ngồi bên ngoài hàng rào trường thi, xong buổi làm bài mệt nhoài. Cha đón con bằng cái xoa đầu và hỏi: "Mệt không ông tướng?" Những ông cha lủi thủi lấy cùi tay quẹt nước mắt, ngày con gái theo chồng. Ta hình dung vào một bữa không mưa không nắng, trời xuôi đất suối, có anh nào cũng phải lòng ta. Lâm Ly bảo: "Anh sẽ từ bỏ tất cả vì em." Chữ tất cả này hiển nhiên là gia đình, vợ con của thằng Chả. Nhưng nói vậy thì quả là rủi ro cho anh ấy rồi. Ta có cần nhiều vậy đâu. Ta cần một người yêu, mà ta nhìn thấy ở anh có tình người. Không phải là ta quảng đại bao la như biển Thái Bình dạt dào, chỉ là cái thời vàng thâu lẫn lộn này, ta dựa vào một điều gì đó để tin, dù ta chẳng nhận được nhiều. Đành vậy.